Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau củ quả an toàn, du lịch làng nghề sinh thái Tâm Anh tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thời gian gần đây đã chủ động đẩy mạnh xây dựng mạng lưới kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản bằng mô hình chợ thực phẩm di động. Hiện tại, hợp tác xã đã liên kết với hàng loạt đơn vị cung ứng trong và ngoài Hà Nội để thu mua nông sản, để sơ chế trước khi đưa đến các siêu thị, chung cư, khu đô thị. Hàng chục tấn hàng đã được hợp tác xã đưa đến tay doanh nghiệp và người tiêu dùng mỗi ngày. Thì trước khi mà biết được tình hình dịch này, thì tôi đã cho thu hoạch và đã để đầy các kho lại bảo quản. Là tất cả những cái hàng mà bây giờ mà đang nơi sản xuất mà đang bị ứ động ấy, thì mình cho vào sơ chế hàng tinh toàn bộ. Tất cả combo, một gia đình ăn trong một ngày hay ăn trong một tuần, thì nó đủ các loại rau, kể cả từ rau gia vị. Đóng đã qua sơ chế là hàng tinh để được 15 ngày. Thì bạn về chỉ bỏ ra là đâu. So với năm ngoái thì không ai biết ăn cái đấy. Bạn khó lắm. Nhưng năm nay thì nhiều người ăn. Lên lại đặc rồi. Mình luôn luôn nghĩ ra các giải pháp ấy. Và tự tìm cái thị trường để cho mình là tiêu thụ đúng và đủ nhu cầu của cái người tiêu dùng. Đấy là mình thay đổi để tiếp xúc với cả cái khách hàng tiêu dùng nó nhanh. Không chỉ hợp tác xã, các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã tăng cường khai thác, dự trữ hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Siêu thị Copmark Hà Nội đã tăng gấp 3 lần lượng hàng nông sản dự trữ với mục tiêu kép, vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, vừa giảm tải cho các đơn vị đầu mối trong bối cảnh nguồn cung vượt nhu cầu như hiện nay. Để tránh tình trạng bất ổn cung cầu, siêu thị đã bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa online phục vụ nhu cầu của người dân. Chúng tôi có nhiều những cái chương trình đặt hàng, ví dụ như là gọi điện hàng qua điện thoại, đặt qua Zalo, đặt qua app của Sencoop, đặt qua Zalo A để chúng tôi nhận đơn hàng của khách và chúng tôi soạn hàng như là khách hàng đến chợ, như là chúng tôi đã đi chợ thay cho khách hàng để làm sao mà ra cái đội ngũ giao hàng của chúng tôi kịp thời giao đến cho khách hàng một cách nhanh nhất có thể. Tuy nhiên hiện nay, các hợp tác xã, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc lưu thông, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Do vậy mà các phương thức đổi mới tiêu thụ nông sản trong tình hình mới tuy mang lại hiệu quả tích cực nhưng chưa được phát huy tối đa. Mà nếu diễn biến rất phức tạp mà ta không tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái lưu thông thì nó tiếp tục khó khăn dẫn đến cái việc kể cả sản xuất, duy trì sản xuất cũng như là cái khâu tiêu dùng. Đặc biệt là các cái địa phương đối với này, những cái tỉnh mà đang giãn cách xã hội và kể cả sắp tới đây cái nguy cơ mà dịch COVID-19 nó lan rộng ấy, thì các cái cơ quan ban ngành phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái việc lưu thông hàng hóa để phục vụ cái sản xuất đấy, và đồng thời cũng giúp cho cái việc lưu thông cái sản phẩm. Là cầu nối mang tính quyết định giữa người sản xuất và người tiêu thụ, việc các hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cung ứng theo nhu cầu thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp.